Trung Ấn tức điên, loạt siêu đại bàng tranh nhau đào tạo nhân lực công nghệ cao cho Việt Nam. Xin chào các bạn thân thiết của Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ, ngành công nghiệp công nghệ thông tin và viễn thông đã bùng nổ, kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp bán dẫn. Trước nay, Trung Quốc vốn dĩ được mệnh danh là công xưởng lớn nhất thế giới, trong khi Ấn Độ cũng ở cái tầm 1910, hăm he xoán ngôi vương. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là trong thời gian gần đây, các tập đoàn công nghệ hàng đầu lại chấm chọn Việt Nam thay cho hai cái tên đình đám kia khiến tất cả đều kinh ngạc. Việt Nam với tiềm năng phong phú và nguồn nhân lực trẻ dồi dào đang dần trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các đại bàng công nghệ hàng đầu thế giới qua những khoản đầu tư khổng lồ với sự hỗ trợ tích cực trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Những gã khổng lồ như Synopsys, Cadence, Qorvo, Samsung và Siemens đang cùng nhau góp sức vào việc nâng cao trình độ nhân lực Việt Nam, hướng tới xây dựng một nền tảng vững chắc cho ngành công nghiệp bán dẫn trong nước. Ngành công nghiệp bán dẫn được xem là lĩnh vực cốt lõi trong nền kinh tế số hiện đại, từ điện thoại thông minh, máy tính cá nhân cho đến các thiết bị IoT. Tất cả đều phụ thuộc vào công nghệ bán dẫn. Đặc biệt, vi mạch và linh kiện điện tử là những thành phần chủ chốt quyết định hiệu suất và khả năng hoạt động của thiết bị. Vì vậy, việc phát triển của nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này là một nhu cầu cấp bách, một yếu tố chiến lược mang tính quyết định cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Nhận thức được tầm quan trọng này, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt chương trình phát triển của nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 50.000 kỹ sư có trình độ đại học trở lên. Đây là một bước đi quan trọng, khẳng định cam kết của Chính phủ trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp công nghệ cao, đồng thời mở ra nhiều cơ hội việc làm cho thế hệ trẻ Việt Nam. Qua đó tạo ra một nguồn nhân lực dồi dào cho các doanh nghiệp trong nước, thu hút thêm đầu tư từ các tập đoàn quốc tế, tạo ra một vòng tuần hoàn tích cực trong phát triển kinh tế. Ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam hiện đang trong giai đoạn đầu phát triển, nhưng đã có một bước tiến đáng kể. Nước ta đã thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là từ những tập đoàn công nghệ hàng đầu như Intel, Samsung và Qualcomm. Họ đầu tư mạnh mẽ vào việc xây dựng nhà máy sản xuất và phát triển các trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo R&D. Từ đó tạo ra một hệ sinh thái công nghệ ngày càng vững chắc. Sự gia tăng các hoạt động R&D tại Việt Nam sẽ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo trong ngành công nghiệp. Tuy nhiên, sự phát triển này cũng đồng nghĩa với việc nhiều thách thức cho Việt Nam. Nguồn nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn vẫn chưa đủ về cả chất lượng lẫn số lượng để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Sự thiếu hụt về kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng mềm đang là những vấn đề cấp bách cần được giải quyết ngay lập tức. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng từ cả chính phủ lẫn các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục. Để đối phó với thách thức này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động kết nối và thiết lập mối quan hệ hợp tác với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Sự tham gia của những gã khổng lồ như Synopsys, Cadence, Qorvo, Samsung và Siemens mang lại nguồn lực đào tạo, mở ra những cơ hội hợp tác trong nghiên cứu và phát triển. Các chương trình này sẽ giúp sinh viên không chỉ học lý thuyết suông mà còn được áp dụng kiến thức vào thực tiễn, từ đó tạo ra một đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm và sáng tạo. Một trong những hoạt động nổi bật gần đây là chương trình Samsung Innovation Campus SIC được triển khai bởi Tổ hợp Samsung Việt Nam phối hợp với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia NIC. Chương trình tập trung vào đào tạo nhân lực và nhắm tới việc bồi dưỡng tài năng công nghệ cho thế hệ trẻ Việt Nam. Đặc biệt, SIC cung cấp các lớp học về trí tuệ nhân tạo AI, Internet vạn vật IoT và dữ liệu lớn Big Data. Những lĩnh vực này chính là xu hướng hiện tại, là tương lai của công nghệ. Vì vậy, việc trang bị cho sinh viên những kiến thức này là rất quan trọng. Chương trình này đã thu hút khoảng 200 sinh viên từ các trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội và trường đại học FPT. Theo Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam Choi Jo-ho, Samsung cam kết sẽ tiếp tục nghiên cứu và mở rộng hợp tác với NIC nhằm hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của ngành bán dẫn trong tương lai. Bên cạnh Samsung, các tập đoàn bán dẫn hàng đầu như Qorvo và Cadence cũng đang tích cực thúc đẩy công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Việt Nam. Giữa tháng 7 năm 2024, hai tập đoàn này đã tổ chức lễ khai giảng chương trình đào tạo thiết kế vi mạch tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia NIC. Chương trình không những đào tạo ra cơ hội học tập cho sinh viên mà còn mang lại kiến thức chuyên sâu từ những chuyên gia hàng đầu trong ngành bán dẫn. Qorvo, một trong những gã khổng lồ bán dẫn của Mỹ, đã cam kết cử giảng viên và chuyên gia dày dặn kinh nghiệm đến Việt Nam nhằm hỗ trợ việc đào tạo nguồn nhân lực. Sự tham gia của Qorvo giúp nâng cao chất lượng giảng dạy và thiết lập cầu nối vững chắc lý thuyết và thực tiễn cho sinh viên. Điều này sẽ giúp sinh viên hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất và thiết kế vi mạch, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của họ trên thị trường lao động. Tập đoàn công nghệ Synopsys cũng không đứng ngoài cuộc chơi, họ đã ký kết hợp tác với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực thiết kế vi mạch. Theo thỏa thuận này, Synopsys sẽ cung cấp giáo trình đào tạo cùng với quyền truy cập vào các bộ công cụ và phần mềm thiết kế chip cho sinh viên. Nhờ đó, sinh viên có cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến, nâng cao khả năng thiết kế và phát triển sản phẩm, đồng thời cũng tạo ra cơ hội việc làm hấp dẫn trong ngành công nghiệp bán dẫn.
Không chỉ dừng lại ở đó, Sinoship còn tổ chức các chương trình thực tập và giới thiệu việc làm cho kỹ sư thiết kế vi mạch được đào tạo tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, giúp sinh viên áp dụng kiến thức vào thực tế. Hơn nữa, họ cũng hỗ trợ bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trẻ thông qua chương trình đào tạo ngắn hạn Train the Trainer, qua đó nâng cao chất lượng giảng dạy tại các cơ sở đào tạo. Sự hỗ trợ này tăng cường năng lực cho giảng viên, tạo ra một mạng lưới kết nối giữa các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp, từ đó tạo ra một hệ sinh thái giáo dục đồng bộ và hiệu quả. Siemens, một trong những tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và tự động hóa, cũng tích cực tham gia vào công cuộc này. Công ty đã cam kết đầu tư vào Việt Nam qua các dự án công nghệ cũng như thông qua việc đào tạo nhân lực. Siemens phối hợp với nhiều trường đại học để triển khai các chương trình đào tạo kỹ thuật và công nghệ cao, giúp sinh viên tiếp cận với những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho ngành công nghiệp 4.0. Sự tham gia của Siemens tạo ra cơ hội học tập cho sinh viên, giúp nâng cao chất lượng đào tạo trong các cơ sở giáo dục. Sự tham gia của các tập đoàn nước ngoài nâng cao chất lượng đào tạo tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên. Nhu cầu nhân lực trong ngành bán dẫn đang tăng cao và những kỹ sư được đào tạo bài bản sẽ có cơ hội làm việc tại các công ty lớn, cả trong nước lẫn quốc tế. Sự hiện diện của các tập đoàn lớn không những giúp tạo ra những công việc tốt mà còn đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế thông qua việc thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới và sản xuất. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ từ các tập đoàn quốc tế cũng giúp Việt Nam hiện đại hóa chương trình giảng dạy, cập nhật công nghệ mới và nâng cao kỹ năng cho giảng viên. Điều này sẽ tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Tuy nhiên, việc hợp tác với các đối tác quốc tế cũng không thiếu thách thức. Sự khác biệt về văn hóa, phương pháp đào tạo và tiêu chuẩn làm việc có thể gây khó khăn trong quá trình hợp tác. Do đó, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến lược rõ ràng trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác này. Việt Nam đang trên đà trở thành một trung tâm công nghệ cao của khu vực. Nhờ vào sự đầu tư mạnh mẽ từ các tập đoàn lớn, những khoản đầu tư này nâng cao trình độ nhân lực và góp phần xây dựng một hệ sinh thái công nghệ bền vững. Với sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế, Việt Nam hoàn toàn có khả năng hiện thực hóa mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn vào năm 2030. Mặc dù cơ hội là rất lớn, Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Việc duy trì chất lượng đào tạo, cập nhật công nghệ mới và thu hút nhân tài là những vấn đề cấp bách cần được giải quyết. Sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các quốc gia trong khu vực như Ấn Độ và Trung Quốc cũng đặt ra áp lực, khiến Việt Nam cần có những bước đi chiến lược để khẳng định vị thế của mình trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Chính phủ Việt Nam cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn công nghệ nước ngoài đầu tư và phát triển tại Việt Nam. Đồng thời cần thúc đẩy sự phát triển của các trường đại học và viện nghiên cứu nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Bằng cách này thì Việt Nam có thể trở thành một địa chỉ tin cậy cho các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới. Cuộc đua giữa các siêu đại bàng công nghệ trong việc đào tạo nhân lực công nghệ cao cho Việt Nam đang diễn ra sôi nổi và đầy hứa hẹn. Sự tham gia của các tập đoàn lớn cùng với nỗ lực chính phủ và các cơ sở giáo dục sẽ tạo ra một nền tảng vững chắc cho ngành công nghiệp bán dẫn trong nước. Sự phát triển của ngành công nghiệp này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Trong tương lai gần, Việt Nam hoàn toàn có khả năng trở thành một trong những trung tâm công nghệ hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á và toàn cầu. Với sự quyết tâm và hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan, ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Các nỗ lực này sẽ tạo ra một lực lượng đào tạo trình độ cao, thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế, mở ra một tương lai đầy hứa hẹn cho thế hệ trẻ Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình, cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp nhé. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.